Bé Tí Lập Sơn xin thân ái kính chào quý khán thính giả của đài Leader Sài Gòn TV. Và ngày hôm nay rất là đặc biệt, đài Leader Sài Gòn TV được hân hạnh chào đón anh Chí Định đến với chương trình gọi là Tử Vi và Số Mệnh. Thưa quý vị, đầu năm thì hầu hết quý vị ai cũng mong ước coi là năm nay cái số mệnh mình như thế nào, hoặc là khi mà sinh ra thì ai cũng muốn là cái số mệnh của mình từ đây về sau cho đến cả trọn đời thì nó sẽ ra sao. Thì ngày hôm nay rất là được hân hạnh chào đón anh Chí Định đến với chương trình. Lời đầu tiên là Lập Sơn xin gửi lời chào đến với anh Chí Định, và xin mời anh có lời chào đến với quý khán thính giả của đài Leader Sài Gòn TV. Dạ, xin hân hạnh chào các vị quý vị khán giả của đài Leader Sài Gòn TV. Và thưa quý vị, anh Chí Định đó là đã nghiên cứu về cái môn tử vi hơn 30 năm. Ngoài môn tử vi thì anh cũng có coi phong thủy, bói dịch, bói toán. Nhưng mà tử vi là một cái mà tâm huyết của anh đã nghiên cứu từ rất là lâu. Và đây là một cái môn phải nói là rất là phổ biến từ ngàn năm nay. Thì ngày hôm nay có mặt ở đây thì cho bé Tí xin hỏi anh một câu. Đó là rất là nhiều người, cái câu hỏi này rất là nhiều người muốn biết là tử vi và bói toán đó nó khác nhau ở cái chỗ nào? Tử vi đó thì đó là cái môn là đã có từ nhiều ngàn năm nay. Tử vi thì nói về số mệnh của con người, nó dựa vào 4 yếu tố: năm tháng ngày giờ, để nói về tổng quát từ lúc mình sinh thành cho đến lúc mà người ta đời ra đi. Còn bói toán đó thì nó có những cái môn ví dụ như là dùng bói dịch hay là bói cỏ thi hay giai đồng tiền, thì những cái môn đó nó có tính cách nó coi cái cấp thời, cái hiện tại, cái người mà muốn biết mình như thế nào, người ta dùng cái bói toán để ta coi, hoặc là bói bài cũng xem được liệt kê là bói toán. Kính thưa quý vị, thì trước khi lên cái show này thì bé Tí đã có được thọ giáo anh Chí Định. Anh Chí Định đã chấm cho bé Tí một cái lá số, phải nói là cái độ chính xác rất là chính xác, 90%. Ở đây mình không nói là mình tin hoặc là mình tín ngưỡng quá độ, đúng không anh Chí Định? Nhưng mà theo như lời anh Chí Định nói đó, mỗi con người khi sinh ra đều có một số mệnh. Cho nên là theo cũng như là phong tục tập quán, mình sanh con ra rồi mình đi gả vợ gả chồng, hoặc là năm đó mình phải mở tiệm hoặc là xây nhà, thì hầu hết trước khi mà những người mà họ muốn làm những cái công việc đó đó, họ đều đi coi số, đều đi coi bói là ngày đó làm được hay không, rồi lấy cái người tuổi đó có hợp hay không, rồi sanh con người tuổi đó làm ăn có lên hay không. Thì theo như anh Chí Định đó, thì tử vi có coi được những cái điều đó hay không? Chắc chắn là coi được. Như thế này, cái đề tài ngày hôm nay chúng tôi muốn nói đến đó là tử vi và số mệnh của con người. Tử vi và số mệnh của con người, thì cái số mệnh của con người đó, nó là một cái gì đó mà nó đã sắp xếp trước rồi. Từ lúc mà đứa bé mới sinh ra đời cho đến lúc ra đi, thì cái số mệnh nó đã gắn bó trước. Thì nó gắn bó như thế nào thì chuyện đó sẽ giải thích sau. Nhưng mà trong cái thế gian của chúng ta đó, thì ai cũng có những cái trong cái cuộc đời của mình, ai cũng có những cái khó khăn, có những cái thành công, cũng có những cái thất bại. Thành ra cái việc xem số trong cuộc đời của mình đó thật ra rất là quan trọng. Nó quan trọng ở chỗ là cái điều chứng minh của cái môn tử vi ấy, từ xưa đến nay, cả ngàn năm nay rồi, là nó rất là có giá trị và nó chính xác. Độ chính xác đó là tùy cái người nghiên cứu ở mức độ nào. Vì mình biết nó chính xác rồi, tại sao mình không có sử dụng cái hay của cái môn này để mình tìm ra được những cái hay, cái dở trong cuộc đời của mình. Tử vi nó nói trong 12 cung, họ diễn tả tất cả cuộc đời của mình, từ cái liên hệ của cha mẹ, con cái, tình yêu của mình, đường ra đời làm việc, quan lộc, cho đến thê thiếp, và 12 điều. Và trong 12 điều đó thật ra nó diễn tả nguyên cả cuộc đời của mình. Cho nên ý của cái môn tử vi đó là nói cả một định mệnh đời người là như vậy. Và thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì anh Lập Sơn và bé Tí xin lỗi, là tên là Chí Đức. Anh Chí Đức thì sẽ đài Leader Sài Gòn TV sẽ mở line để cho quý vị gọi vào. Nhưng mà sau cái section này,
sẽ cho quý vị gọi vào để mà hỏi về cái số của mình, hỏi về ngày sinh tháng đẻ của mình. Năm nay, năm tới là năm năm mùi, phải không anh Chí Đức? Năm tới là năm mùi thì mình ất mùi. Thì mình coi thử năm tới này là mình làm ăn ra sao, rồi những người mà single, có vợ, có chồng hay không, rồi tình cảm như thế nào, đường con cái, đường công danh sự nghiệp, rồi đường bạn bè như thế nào. Thì tí nữa đây xin mời quý vị hãy gọi vào, và chương trình này là chương trình live, cho nên là quý vị lấy giấy bút và ghi cái số phone sau đây để mà gọi vào để hỏi anh Chí Đức. Số phone là 714-893-3264, 714-893-3264. Và để trở lại với anh Chí Đức thì có một cái câu hỏi nãy anh nói, đó là mình sẽ coi tử vi cả đời để mình coi biết cái hay hoặc là cái dở. Đúng rồi. Vậy thì nếu như mà mình coi ra mình thấy mình dở ở cái điều đó, liệu mình có tránh nổi hay không, nếu như nó đã là một cái số mệnh? Nó như thế này, đã là số mệnh, đã là cái việc có sẵn, có trước, nó dựa vào những yếu tố của âm dương ngũ hành để mà nó đi theo cái âm dương ngũ hành của trời đất, nó synchronize, tức là nó đồng đều để nó ra cái kết quả. Thì nếu mình biết số của mình đó, những cái số mình biết, số mình biết những cái hay của mình đó, thì mình có thể mình phát huy cái hay của mình sử dụng thường xuyên. Còn nếu mình biết những cái dở của mình đó, thì mình cố gắng mình kiềm chế đó, chứ mình không thể nào mình đổi hoàn toàn, mình bỏ đi được. Yeah. Cho nên cái số mệnh nó đến đó, làm cái vai trò của nó là ví dụ như là một cái màu đỏ rực, thì mình có thể làm cho nó bớt cái màu đỏ rực, nó làm hồng lại, tiêu như vậy để làm cho nó tốt đẹp hơn. Trong khuynh hướng mình đi là như vậy. Giống như nói là cái câu đó nó phù hợp với là đức năng thắng số đó, phải không? Có, đúng rồi, đức năng thắng số, tức là mình dùng cái đức của mình, dùng cái kiến thức của mình, dùng cái hiểu biết của mình để mình không có làm việc đó trong vô minh nữa, thì cái kết quả nó tương đối nó sẽ tốt đẹp hơn, đại khái như vậy. Thưa quý vị, hiện bây giờ thì bé Tí thấy hai đường like đã giống như là chớp nhá liên tục, thì xin phép anh Chí Đức cho em bắt một cái like nha. Là mình đã nói là sau cái section này, nhưng mà quý vị gọi vào nhiều quá, thì sau đây bé Tí xin bắt một like quý vị đầu tiên. Bé Tí xin mời quý vị trên đường dây. Hello. Dạ em chào chị. Chào em với chào thầy. Xin chào. Xin chị có câu hỏi. Chị sinh ngày 156, sinh ngày mùng 8 tháng 8 âm lịch đó. Giờ sinh chị. Chị muốn coi cho năm nay chị như thế nào, chị có đi về Việt Nam được không rồi vậy đó. Điều trước tiên, trước khi mà anh Chí Đức cho chị một cái lời khuyên, thì bé Tí cũng khuyên chị là để dành đủ tiền thì sẽ đi được. Em mời anh Chí Đức. Tại vì để có một lá số tử vi đó, người ta cần cái ngày ta, tháng ta. Chị cho ngày dương lịch cũng được, hoặc cho cái giờ sanh. Có cái đủ cái giờ sanh. Giờ sanh là khoảng 3-4 giờ chiều đó anh. 3-4 giờ chiều có thể là rơi vào giờ thân. Giờ thân. 3-4 giờ chiều là giờ thân. Thì chị coi năm nay là chỉ có chủ yếu chị muốn coi như là sinh giờ Dậu á. Dậu là từ 5 giờ chiều trở đi. Thì cho thầy một tí xíu thời gian thì thầy sẽ cho chị biết như thế là này. Tại vì cái thời gian của mình có hạn đó. Yeah. Nếu mà lấy lá số chị ở trên một lá cái đây đó, thì mà để trả lời tất cả những câu hỏi đó thì nó rất là nhiều thời gian. Thì bây giờ tôi nói như thế này. Chị sinh vào năm 1956. 56 tức là mệnh hỏa nha. Mệnh hỏa tôi gọi là bính thân nha. Bính thân thì sinh lúc 3:30 là giờ thân. 3:30 giờ thân. Tại vì đó như thế này. Giờ thân á là tuổi chị, tuổi thân tức là thân tí thìn, thì thiên mã, thiên mã nó chiếu ở 2:30 được rồi. Để tôi nói sơ về cái sự chuyển vận của chị muốn đi du lịch. Dạ thưa anh Trí Đức và thưa chị làm ơn chị giữ trên đường dây, bởi vì theo phần sau khi trở lại thì anh Trí Đức sẽ tiếp tục trả lời cho chị. Và sau đây xin quý vị hãy theo dõi một trong những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình Tử Vi và Số Mệnh.